Cú đá không tốt của Zeljong. Một cú dứt điểm không khác gì đưa bóng vào tay của Bùi Tiến Dũng. Trong vòng ít ngày thôi thì Tiến Dũng đã hai lần ngăn cản những quả penalty. Không vào! Tuyệt vời! Không thể tin nổi. Một trận đấu đến thời điểm này, cho dù kết quả cuối cùng có là thế nào đi chăng nữa thì thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng xứng đáng được nhận những lời ngợi khen ngoài hai tình huống tỏa sáng của Công Phượng. Chúng ta chờ đợi tài năng của Đặng Văn Lâm, người có thể đánh thức bản lĩnh, và anh đối mặt với Kinaton từ chấm 11m. Rồi thì Đặng Văn Lâm đã nhoài người sang bên trái, nhưng cái chân của anh vẫn còn kịp để cứu thua. Nguyễn Ngọc Hải và Sa Phi. Nguyễn Ngọc Hải, cú đá chính xác của Nguyễn Ngọc Hải, đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một sự giải tỏa, và ông Park Hang-seo đã được đền đáp khi lựa chọn cầu thủ áo số 3 thực hiện quả đá đầu tiên. Và Baha, cú sút tốt của cầu thủ đối phương. Đá của Baha là quá mạnh. Hồng Dũng vào rồi. Đây là một trận đấu xuất sắc của Hồng Dũng, với rất nhiều lần thực hiện cú sút xa nhưng không thể đánh bại được Sa Phi. Nhưng ở chấm 11m thì dù Sa Phi đã đổ đúng hướng nhưng cú đá của Hồng Dũng là quá hiểm. Baha save. Cú đá của Baha. Hoan hô Đặng Văn Lâm, và bóng vừa chạm vào xà ngang của đội tuyển Việt Nam. Tỷ số luân lưu bây giờ là 2-1. Chúng ta cùng xem lại cú đá này. Cũng lại là một cú đá tầm cao đi rất căng, nhưng bóng đã trúng vào xà ngang khung thành của đội tuyển Việt Nam. Xuân Trường. Tuyệt vời! Tuyệt vời, cũng giống như một năm về trước, Xuân Trường lại chiến thắng ở loạt sút luân lưu, và vẫn là hình ảnh chỉ tay lên trời quen thuộc sau khi đã hôn lên ngôi sao vàng ở ngực áo. Và đây là một cú đá bắt lấy tiếp theo nữa, rất tin tưởng ở những góc sút và hướng sút của mình. Và ông Park Hang-seo đã đúng khi tung Xuân Trường vào sân để thực hiện sứ mệnh với quả đá vừa rồi. Số 10 của Jordani đối mặt với Đặng Văn Lâm. Và chúng ta đã 3-1 rồi. Số lượt sút đã bằng nhau. Anh Cường có thể thấy những âm thanh từ miệng của Đặng Văn Lâm đã tạo ra những áp lực nhất định, và sau đó là một cú đổ người tuyệt vời. Hoan hô Đặng Văn Lâm, 3-1 rồi. Minh Vương. Rất tiếc. Minh Vương có vẻ đã hơi bị căng thẳng một chút ở một loạt sút quá quan trọng. Và tiếp tục là những động tác gây ức chế đối thủ. Tỷ số luân lưu bây giờ là 3-2. Đội bóng của chúng ta vẫn đang có ưu thế. Bùi Tiến Dũng sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cách đây đúng một năm thì Bùi Tiến Dũng đã là người thực hiện quả đá quyết định. Xin chào Bùi Tiến Dũng, xin chào Việt Nam! Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã vào tứ kết của Asian Cup 2019 rồi! Tự hào thay hai tiếng Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam! Vũ Văn Thanh và Pha Hìn. Hy vọng là đầu xuôi đuôi lọt. Chúng ta đã thở phào với cú đá đầu tiên, dù có thể cảm nhận một chút áp lực trong ánh mắt của Văn Thanh. Đó là một điều bình thường với một cầu thủ bóng.
đội trưởng của đội bạn. Barca. May mắn một chút thì Tiến Dũng đã có thể ngăn cản quả penalty trong trận. Tiến Dũng. Giống với cú đá trong trận đấu gặp U23 Hàn Quốc, Tiến Dũng đã không bị lừa. Tiến Dũng không bay người mà đứng im để ôm gọn cú sút của đối phương. Anh Dũng có để ý những động tác chân của Tiến Dũng hay không? Đó là một động tác bật nhảy để đánh lừa đối thủ. Vâng. Ta. Và chúng ta cũng đang có lợi thế về tinh thần. Chắc chắn là như thế. Quang Hải là người thực hiện quả đá tiếp theo. Tôi thấy Quang Hải rất tự tin. Đúng là như vậy. Tự tin để tạo ra một cú đá hoàn hảo. Hai cú đá của Văn Thanh và Quang Hải đều vào cùng một góc. Quang Hải, Văn Thanh, Tiến Dũng đã tiếp thêm sự tự tin cho các đồng đội của mình. Lần thứ hai trong trận đấu này, Tiến Dũng sẽ đối mặt với Hussein. Chắc chắn là số 10 của đội bạn đang áp lực, rất áp lực. Tiến Dũng và Hussein. Lần này là một cú đá tốt hơn rất nhiều so với trong trận đấu. Hussein nhìn ngóng hy vọng cho U23 Iraq. Đó là đội trưởng Lương Xuân Trường thực hiện quả sút thứ 3 cho U23 Việt Nam. Cú đá rất tốt của Xuân Trường. Vẫn là góc bên phía trái. Ba quả đá của chúng ta đến lúc này đều rất tốt và không cho thủ môn đội bạn một cơ hội nào. Tất cả đều rất tự tin ở chấm 11m. Tôi tin rằng nhiều người không dám xem những khoảnh khắc này anh Cường. Tôi cũng đang rất hồi hộp. Cú đá tiếp theo của đội bạn. Đây là cú đá của người đã gỡ hòa 3-3. Có vẻ như là Đức Trinh. Đúng là Đức Trinh. Vẫn là một cú đá chính xác của Đức Trinh và vẫn là một góc sút đó. Không biết có bài gì đặc biệt từ huấn luyện viên Park Hang-seo trong buổi tập ngày hôm qua hay không. Chúng ta đều thực hiện hoàn hảo. Và nếu như Tiến Dũng cản phá thành công lượt đá này của đội bạn, chúng ta sẽ vào bán kết. Cố lên Tiến Dũng. Amzet vào sân ở hiệp 2 với hy vọng thay đổi hàng công. Rất tiếc. Ai sẽ là người đang chờ đợi U23 chúng ta? Trung vệ Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng. Vẫn vào.
kết rồi. Tôi đã không dám nhìn vào màn hình. Chúng ta có được nụ cười ngọt ngào của sân trường, hạnh phúc vỡ bờ của các cổ động viên. Cho Tiến Dũng sự tự tin. Như vậy cao thủ Qatar sẽ là người thực hiện lượt sút đầu tiên, và đây là Akram Afif. Lần thứ hai Tiến Dũng đối mặt với Akram Afif ở vị trí tương tự. Tiến Dũng. Afif có kỹ thuật tốt và những cú đá của anh đều rất hiểm. Một tình huống mà Tiến Dũng đã bay người đúng hướng. Nhưng cú đá của Akram Afif quả là quá hiểm, quá khó. Quang Hải là người thực hiện quả đá đầu tiên cho U23 Việt Nam. Quang Hải đã hai lần đánh bại thủ môn đối phương cho đến lúc này. Quang Hải không vào. Đó là pha đổ người đúng hướng của Al-Bakri. Quang Hải rất tự tin và đá rất khó. Đó là một pha bóng xuất sắc của Al-Bakri. Tiến Dũng và đội trưởng Ahmad Dujade bên phía U23 Qatar. Dujade không vào. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đó là câu trả lời của Tiến Dũng với Al-Bakri, thủ môn của Qatar. Và đó là một tình huống cản phá ở thời điểm cực kỳ quan trọng. Khi chúng ta đã không thành công ở tình huống đầu tiên, tất cả vẫn còn đang ở phía trước. Lần thứ hai tại giải đấu này, không nhiều thủ môn làm được như vậy. Hai lần ngăn cản đối phương ở loạt đá luân lưu. Đội trưởng Lương Xuân Trường. Thứ tự về lượt đá so với trận đấu gặp U23 Iraq đã thay đổi. Lương Xuân Trường. Lương Xuân Trường. Cú đá rất tốt. Cú đá thẳng vào giữa khung thành. Thật tuyệt vời. Khi mà thủ môn Al-Bakri đã đổ người sang bên phía tay phải một lần nữa. Không hiểu là có phải là thủ môn Al-Bakri cũng như là ban huấn luyện của U23 Qatar. Đúng là như vậy. Đã theo dõi lượt sút của chúng ta ở trận đấu trước. Chắc chắn là như vậy, khi mà tất cả những cú đá của chúng ta ở lượt đấu trước cho đến trước khi Tiến Dũng về đá góc trái. Vâng. Tiến Dũng không được. Tiến Dũng đã đón được đúng hướng sút của số 9 Mesan. Loạt đá luân lưu đang diễn ra cực kỳ căng thẳng. Đức Trinh sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo. Hà Đức Trinh. Chúng ta như được thở phào trong những khoảnh khắc như vậy, khi hiểu rằng đối thủ U23 Qatar là rất đáng gờm và thủ môn của đội bóng này Bakri cũng rất xuất sắc. Trận đấu trước U23 Iraq, Đức Trinh đá tốt và vần này vẫn là một quả đá chất lượng. Tỷ số luân lưu đã được cân bằng. Và đây là tiền đạo số 1 của U23 Qatar, Tiến Dũng và Ali. Tiến Dũng và Ali.
Gần như trong mọi quả đá của đối phương, Tiến Dũng đều đoán được đúng hướng. Phan Văn Đức sẽ là cầu thủ tiếp theo thực hiện loạt sút của U23 Việt Nam. Số luân lưu lúc này đang tạm thời là 3-2 nghiêng về U23 Qatar. Mỗi đội đã thực hiện không thành công một quả. Phan Văn Đức rất chính xác. Thì số luân lưu được cân bằng 3 đều. Hãy nhìn những động tác của huấn luyện Park Hang-seo. Đó là những động tác truyền sự tự tin cho các học trò của mình. Bùi Tiến Dũng cố lên, số 13 của U23 Qatar. Đó là Andrej. Tiến Dũng đã đoán được đúng hướng sút của đối phương trong những tình huống trước rồi. Tiến Dũng và Andrej. Tiến Dũng. Không phải! Chúng tôi đã nói về những tình huống đổ người đúng hướng trước đó. Nó có thể chỉ chậm một nhịp một chút thôi ở những tình huống trước, nhưng lần này thì tất cả đều rất vừa vặn, rất vừa vặn. Để chúng ta nó đang tạm thời có cơ hội những màn khởi động để cho cú đẩy quyết định vậy. Không nhiều thủ môn có thể làm được như Bùi Tiến Dũng. Vâng, chúng ta đang bước vào những thứ rất đặc biệt. Văn Thanh. Văn Thanh ở lượt luân lưu trong trận đấu gặp Iraq là người thực hiện đầu tiên. Còn bây giờ Vũ Văn Thanh sẽ là người thực hiện cú sút quyết định. Trận chung kết chỉ còn cách U23 Việt Nam một cú sút này nữa thôi. Văn Thanh. Văn Thanh. Văn Thanh. Văn Thanh. Văn Thanh lừng lẫy. Chúng ta lại làm nên một kỳ tích nữa thôi. Trận chung kết đã thuộc về U23 Việt Nam.